ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីហោមីព័ត៌មានពេលព្រឹកគូទី2បាទទូទាំងជនយើងវិលមកជួបគ្នាគូទី2បាទបាទចាប់ពីម៉ោងនេះទៅខ្ញុំជាមួយកញ្ញាសុភីរហូតដល់ម៉ោង10ឯណោះបាទជួនកាលអាចលើសដោយសារតែរឿងរ៉ាវច្រើនដែលយើងត្រូវជម្រាបជូនទូទាំងជនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពិតជារឿងនៅ ដែលបានទទួលការពីយុបមិញក៏ដូចជាព្រឹកមិញគឺរឿងចាស់មែនតើបាទអញ្ចឹងទេយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោងនេះទៅដើម្បីជ្រើសរើសយករឿងណាដែលពិសេសពិសេសសំខាន់សំខាន់ហើយរឿងខ្លះទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតបភាកដូចជាការឆ្លើយតបរឿងអីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកណ្ដាលម្សិលមិញការបំភ្លឺពីខាងក្រមការងារខេត្ត បាទថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយតបទៅខេត្តវិញបាទហើយតាក់ទងអំពីក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន EBC ដែលជាក្រុមហ៊ុនខ្ចីប្រាក់ប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថាខ្ចីប្រាក់ប្រជាពលរដ្ឋទៅបង្វិលទុនរបស់ខ្លួនដើម្បីបានការប្រាក់ 10% នោះឥឡូវនេះខាងខ្ញុំណាទទួលបានការយល់ព្រមពីខាងប្រធានក្រុមហ៊ុន EBC ចា៎តែគាត់ត្រូវចូលបកស្រាយនៅថ្ងៃនេះហើយនឹងបំភ្លឺឲ្យច្បាស់បាទតែចាំជួបនៅវគ្គទី3 ហើយទូទាំងនិជនដែលមានចម្ងល់ជុំវិញអំពីដាក់លុយបានការ 10% នេះមានចម្ងល់អីចាំសួរមកណាបាទចាំសួរមកវគ្គទី3 នឹងជួបមួយគាត់ EBC នឹងមកពី មកពីក្រុមហ៊ុន ឈ្មោះថា Empire Big Capital បាទ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 ប
bà để đặt thông mùi bà chẳng chờ mùi lại cái xa qua tù tù hơi chẳng chăm lùm ất chụp chờ mùi nâng bật thiên công hôn nâng tèm đó đã mấy chào xua xùm nú hay à quay đã bộ đọt quạt trong chứng ớt anh chương xạ xù bà hơi mà xa mình tẹt tông nâng xa rồi bò bà chìa bộ đọt nâu sẵn cắt lịch buồn còn bà xe nụ tham miên là bay ánh nâu tiền nụ hình chẳng còn tại xa bà chung tập liếm mấy lâu khang con đi buồn hạt khát bà xe nụ chạp đam bà crap là bay ánh nâu sẵn cắt lịch buồn hài bà hơi nâng miên rương rao chỉ tràn tiết đài lụng nẹ cổng phùng tại tụng tầng rung chám chìa mùi nâng xa phì xe bà xong chơi nhỉ lâu ơi dự phía tâm môn mà cứ cái này chỉ đồng bộ này cứ tục xe xài lớn check khen sản phẩm phần lật thuộc khen sản phẩm phần lật thuộc đã miễn tỷ tăng nợ hàng lệnh rung chạm phần lật ra bị Campuchia thật được nông phụng tần lây rằng cặp trường ai khả năng cao cứ tự bàn tục xe xài lớn chạp che sân thổ sân thứ ở trang sông tại mặt đồng tại mặt bàn đà lòi miên nẹ nà rộng được bốn tế cả lãng nơi bị liên mọc đọc môi dục ngay tí bằng bốn khai mì thổ nà và tám sắp đây thật cái sắp bạc cầm phần lật thuộc miền chúa thà lầm tí phết bỏ dù xàm sắp bốn chân năm sẵn nơi cả lại cắt hết bàn ai đang thá sắp bạc cầm rồi bỏ cót cứ miền tùm hôm học sắp mẹt còn nâng xài sắp mẹt hay khăn nông nô cứ miền khlang chùm đốn phí khlang môi sắp rạp sắp thuộc nông mà xin phần lật thuộc nâng khlang môi tiết cứ sắp rạp sẵn nơi hai môn PK hai cứ rút cọt bàn lưu xâm lệnh tu hai miền thùng khẩn nghiêm của ai sáng say có bàn rất chênh một hàng cây mơ khơi ảnh đạt thường chạp chạy khơi ở khlang sọc thuộc đại nơi hàng cây nên có lại sẵn nơi từ rút cọt đang cầm một con nông khía ở to từ dô bánh chắc nằm bởi phần lật tại bàn bình phòng rồi lật sọc bàn tu rồi sắp hai rồi dùn phần lật ở kỳ phê tự bàn phần lật rồi hốt đón mau phì rùm lộng ả tiết trên chỗ thay tịt đọc khai mì thuật ná bà bà rồi dùn phần lật ở kỳ phê ở chùm nồng đập mùi cướng ảnh đạt lược bàn thòm thói tại mần toàn rồi lật tiếng sông lời lại tế đại xa tại công tịch thuốc nơi miền rồi ngược từ rồi dùn phần lật ở kỳ phê rồi bọn gặp phì bằng phì rồi đập mùi nợ bần tọ bánh rồi hồn tiếp lưu nơi tại mần toàn rồi lật tiếng sông lời lại tế ả kỳ phê kháng lươn ít cứ mần bần đà lòi miền nẹ rồng rồi bố tế còn tại bằng coi miền cả chạp chạy thuốc đại thật nơi nông khả lẽng tiếng sông nâng chạy khôi khát bà xin phần lật thuốc tại bần nổ chào mừng to chung với cả này tiền đấy cứ tôi chật nằng đầy sông lèn lẽ cứ đặt chật tròn co sầm lấp luôn nó không mình tụt chuồn sợ tây mình nè nó cứ sầm lại chật tròn co sầm lấp luôn nó không mình tụt chuồn mình to bị bật lôi o mùi liên pì sán cả tây đây đây mình to hai sông lèn lẽ
ដែលបកកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវិលៀមមក6និង30នាទីព្រលប់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនានៅក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសពស្ត្រីចងកក៏មានឈ្មោះថាសៀងឡៃអាយុ31ឆ្នាំជាកម្មការិនីកាត់ដេសស្នាក់នៅផ្ទះជួលកើតហាក់ខាងលើគឺមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងមានប្តីឈ្មោះខ្វាន់វាសនាអាយុ35ឆ្នាំមករបររត់រមាក់ម៉ូតូនៅបានកូនស្រីម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំរស់នៅជាមួយនឹងឪពុ
bắt lôi ông mùi liền bì xanh. Hãy bên lúc đây có xua tha bàn lôi bọc bì ná. Từ propôn pháp tha lôi qua từ lần đánh tổng tin bàn. Vừa ở đây khăn này dây tha anh đánh tổng tin bàn lôi. Hát ấy có mình pháp quát. Bà anh mình cũng đặt mình trọng năng khí năng lên lạc này từ. Bà tốt bó còn có bàn dô khảo áo tự đạ lơ rồi mọi mật tố tự đây nâng lại xong để sắp dìm được nằm bờ đầy tạm phá lưu vinh xe mùi dục. Bà đó chỉ bây bàn bàn tố tiết tha về đại propôn bắt lôi bàn tờ rô cừu tí bạp tha. Bắt lôi đi hai cùng xua nóm tiết ấy ở nóm tài khát liếp thông tì. Hai lúc bếp đây trên tự bàn mùi dục đây có mình toàn đại chất đáy của bàn tờ lọc một tè vinh. Hai khơi propôn nâng đi dây lên chung bùi nằm bà chạp tế của bàn tờ lọc tờ vinh. Nơi thay cát hai propôn ọt tờ thừa cá tế hai lúc đo mong kháng lứa. Cứ tự mình cáp nhập áo khơi sử tây kháng lứa chong con nâng thân tế sạp bạc tờ hai. Hai sắp đặng dọc tờ thừa bốn tờ tam prop bây nây nơi ai sử dụng nạt. Chào bản thân cho mùi cả này tiện đi cư sử tây mà nhạc của bàn sạp. Nơi khu nông bình tùy bẹt nơi con sử dụng bàm chân nam ở bốc rột chào tiệt cha. Bà xong bà các bạn tị rương này tù tè này chân. Rương này cũng xót hơi bất chìa lục nè. Bạn đăng rương này hơi nâng bất chìa nâng à xô đò khu mùi sử dụng cũng xót này sẽ chìa mình khán. Tù tè này chân rương rao khu mùi sử dụng tôi này ở dụng bàm chân nam. Mà đai bàn sạp nâu khu nông bình tùy bẹt lập bục bê lè dọc bộ bún. Và dọc bộ bún một chìa ba nâu mình tìm bệt hai đặc bộ bún cháu. Và tìm bộ phút bộ bún nâng bàn sạp ôi côn là dụ pram chân nam côn sẽ dụ pram chân nam. Đến ao mặt đai đời ọt đăng thăm mặt đai sạp. Hai lập bốc nó chênh tạo mắt. Và sao tục côn sẽ đo cầm sót mùi ní nâu ao sọp mặt đai. Hay là nít bàn lục dì nẹ mình quạt chìa nẹ sầm át ở Nam Mai nâu khu nông mình tìm bệt lục xong bàn tinh bài tinh ao cái mùi bà mấy cái mùi chăm phù chăm mơ nâng ngầm phìm nêu xong ao sọc rò chân của đôi chìa nẹ đê xả lanh chăm phù ca ảnh nất ở xô chăm phù khu mùi xây đầy dụng ram chăm lục búc tàu bạc hai mặt đài sạp hai nâu khu nông mình tìm bệt ao sọc mặt đài có thể dây nẹ bao sầm ram nẹ sầm át ở Nam Mai đi tàu khơi tinh bài cho ao bà hãy lâu ní lúc dây quạt thà quạt chong vô tầng châm của quạt ổn miên côn miên chào ấy tê nè mình để quạt nhạc xâm át ở Nam Mai nâu tì phết bần tay đời xa quạt cro quạt miên mần miên là tập hiếp vô khu môi đi tầng châm bần tay kháng khí nhóm này bà sân chì mần miên bọng bồn là để quạt chong bàn đếch nhóm vô của bà này bà ní lâu ní tòa xâm ôi tập hiếp mơ sạch rương nâng tinh sân bà xâm chì sự tên mình đang cùng mình chung ngư lưu chìm sân lọc đột sự đăng thật đầy đăng dông một sân cửa nằm một tìm phép cô xa mạng rùm chung mùi nâng côn sợi ở dụng bàm chân nắm hay đầy rột cháu bà rô hô tòa tại bà phôn sạp nâng nông một tìm phép bình xóa tục côn sợi nâng cô dùng tay mình ảnh hay sự tên rút này cứ bán sạp nâng vì liều mong buôn nâng xam xâm nịt tì lưng nghiệt ngay tì bàm buôn khai mì thổ na nâng một tìm phép cô xa mạng hay một tìm phép lục xong hay sự tên đã sạp cứ trở bán cái score tha mình chung mua tam rồi dạ xâm bột phép mình chung mua thả đường mông ở dụng sai sập chân nắm chỉ cả sẽ có sẵn nơi khai bà xe nụ bà tam xong đây là bà con sợi chung mô nít ta ở dụng bàm chân nắm bà bạp thá ở bốc mình chung mua thả nụn tam ở bốc lực ảnh mây nâng một tìm phép cô xa mạng cứ bán ấy đăng tha sợ tên đã sạp cứ trở bán ở đây đặng dụng một chiếc bán nâng một tìm phép cô xa mạng rùm chung mùi nâng con sợi ở dụng bàm chân nắm nẹ ca bì vì liên mong đọc nâng xam sợ bàm để tìm dụng ngay tìm mùi khai mì thuần nạc ở lòng mùi ní hay bên đại bờ rõ chỉ bắt đây đặng bộ phôn mặc đoàn một tìm phép hai cứ bộ phôn sợ lọc ở đăng khuôn tế hay bán 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 bán
ุกไอโกนรุยหายกบันปรับกบันปรับท่าเตติงไอวันก็เตบัตรโฮดเลงเวลวิงตุกไอประปนเด็กนักนอมตีแปดตายมันไอไอจิบุนังโกนเสียอยู่พรำชั่นนำได้มาได้สนหลบอดังคล้วนหายโฮไอโนมอดังคล้วนตะบันเยย์ย้อได้จีเนี่ยน้ำไม่นักนอมตีแปดจีเนี่ยจุยมือท้ายตอมโกนเสียอยู่พรำชั่นนำยกตะงูตะไอ้หนังติงใบไอโฮจีเรียงรอดไงพร้อมแต่งติงข้าวจะพร้อมแต่งติงข้าวตะโนมยกมอสเลียมาได้เยย์ย้อได้จีบกหลักน้ำไม่นักนอมตีแปดแปลกสมะคือบานปรับไอดังท่ากอดอดมีนโกนใจเตะรุนแรงแต่มันไอ้ให้เคยเมงใส่กูไอ้หนัดเมนิไซจะแต่ช่วยมือไทยต้อมงูตักหนึ่งไอ้ใบโฮมจีนรอดไงให้ขนมวิทไงกรูเป็ดไอ้ประกอดจำนวนปีเมินเรียสำหรับติงใบตักไอ้โกนใส่ดีโฮมลูกเปย์หยบล้างเมงใส่บานเด็กเอามาได้ในลูกเรย์เป็ดจำนวนหนึ่งมาได้เราโฮต่อแต่มาได้บานดักชอลสลับในวิลเลียมบูนหนึ่งสามสำเร็จตีลึงเย็ดไงตีประมวลใครมีตัวนั้นดีถวายโกนใส่อังกอยยุ่มมันดังจีเตอร์รุนในจำนวนเนี่ยนะบ่าวปกรดเจ้าตักบัดแรงหมกเมื่อประปุนังโกนปัจจุบันสับตะบันยกตะดมกอลตกในซาวซับมันตีแปรแปรโกสมะมันตอนดังท่าตะยกตะโบจีในวัดในลอยเต๋ปลุกอันมีสัญญ์ให้จำไหนอโกนใส่ตะบันใหญ่ย่อยกตะไทยแต่ซาบันดอสันสันตุบใบจิลุกเย่มีจีบผิบควักฮัดก็ลุกเย่ช่วยยกอาสาคมีใส่ลุกนี่ระหดหมอกใจมันดังเชี่ยสัญญ์สะสมมีในอ่อนบ่าไอเล้าบ่สันเชี่ยบองปอนสะสอบเด็ดทากรกรรวนเนาคางแคดเปอร์เซนุบานดังทางนี่ปัจจัยสัญญาบอกครูนหายอาจจะหมกบูชีสะสอบเนาวัดนามวยเต้าเนาครองติกรงครองเป็นยืนโยกแต่เชิงเต้าบ่กอดไปบ้าบุกโกซาไปไกลกรอไอ้เล่าว่าละปุกไอ้เนาะพอดายเนาะว่าท่าปปุ่นชื่อว่าอดเมียนลุยไอ้มืออย่างน้าก็เต้าแต่มือไทยตอมโกนใส่ครูนไอ้เนี่ยให้ได้บานเจ็บบอกบองโกนใส่อายุปรามชั่นนำแต่หายใจสะอาดเตี้ยมือโกนบ่าไม่เตะแล้วจะจำมือสายจอบประกอบเจนังเมียนเนี่ยแต่เมียนจับทัวจังโยกได้จำไหมบ่าอัดโยกอัดนายโยกชมโยนะลูกที่โยนจำบ่าโยบสันยิ่งอัดโยจะตุกอ้อยขี้ลุบบ่าไม่เอาแล้วดูยี่เนี่ยมีย้อกอดจังโยได้ปัตย์กอดท่าโดยสารแต่กอดวิเคราะห์กรอวิอัดเมียนลัดเพียบจำเคยอนาคตโกนเวียมอ๋อแล้วนี่มันนั่งจีเอวนั่งเวียเตยนะนี่ว่าหายเตยจอบัดเตยนี่ไอ้โกนใส่อายุพรำชั่นน้ำได้อัดใบเอาซอบมาได้อัดดังทำมาได้สลับทิศตัวตาเยี่ยงยอมมือคืนโกนนั่งเอาเรื่องเต้าบานปราบโกนทำมาสลับไปมาโกนสลับให้สลับดอลเลยดอลมองไว้ดอมาโกนสลับให้กับเปลจังบานคเนียจับดำยมดำนองเมื่อไอลูกเย่ย่อหันจังช่วยแทนตอมขมุยใส่นังสันนะนะจำสายจอบขยมนังยกจมนุยคลาตเออลูกเย่เด็กบานคอมไทยโกนใส่นี้เมื่อมาไงยะปีไงตีประมุยเปิลเราเนี่ยสอบนี่เราตีนี่ตีนี่อะไรกูกอดจมงือนี่กี่ยกมอปีไงตีประมุยแต่หมดสลับสลับปีไงสมัยบ่าจังไอ้เรานี่ซอฟอดเมียนลุยโบเชียเป็ดตำกอเจ้าหนึ่งไอ้ลูกครูเป็ดบะซันเจคเมียนบะซันเจคเมียนใส่เงียดไอ้เต้ไอ้จะไอ้เกี่ยวตัวโบเชียกับบ้านนะพวกเขาตุกยูนะไอ้บะซันเจจ้ากอดเท่ากาโบเชียประมาณลุยไทยประมาณจำขยมเปลี่ยนเดียวซอฟรอจุนไปช่วยเธอบนกอดจ้ะบ่าบันไดตะโบชีหายเต้าไอโกนโกนใส่นี่อายุพรำชั่นนี่ขยมนังเปลี่ยนเนื้อโรคหลุดปุกมาได้แต่เมียนคนท้อดำไปไอโกนนี่บานเรียนเมียนอนาคตหล่อบ่าแล้วนี่เออรถเจ้ามาได้ไอมันนังจะเตยนะไอมันนังจะโกนกอดประกอบบ่าประกอบตัวก็นี่จะโกนจงจงอย่างไม่ยืนอัดดังบ่าแต่บอกคนปากกาแต่ไอ้บ้านเชียร์ลูกปุ๊กใบเชียร์ปุ่นชื่อหายตุกไอ้คนเช่าเนี่ยตอนนี้ขวานติงใบมาก็ชอบตุกไอ้คนหายเต้าบัดเต้าปุ๊กนั่นก็ได้ชัดเตี้ยอ๋อจ้ามองไว้บัดตัวแต่ในชวนบัดสันเจียเปรย์มัดเมียนทอมิตาจังทายโยโกนี่เต้าจิ้งจำจังจำเตะตรงคนนี้นะเป็นแบบสายจอบมาไอ้ลูกเย่ย้อสมมิตาติงใบบ่บ่ไอ้คนนั่งหกสันจำเขียมสายจอบเขียมตะจูบ
បាទអរគុណទូទាំងជនឥឡូវនេះទៅមករឿងទៀតបាទសូមជឿចាឥឡូវនេះតចូលមករឿងទៀតគឺបរតយន្តចូលទៅលៀងរថយន្តបានកិនក្មេងប្រុសអាយុ3ឆ្នាំស្លាប់ធ្លីខួរស្លាប់តែម្ដងចាកិនក្បាលស្លាប់បរិមម្នាក់ដែលគេដឹងថាជាមន្ត្រីយោធាមួយរូបបរតយន្តចូលលៀងរថយន្តក៏ត្រូវក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំរត់បុករថយន្តដួលចូលក្រោមរថយន្តកិនធ្លីខួរស្លាប់នៅមុខយានដ្ឋានលៀងរថយន្តយីហោតអល់ ទះលេខ៥៩១ភូមិទួលសង្កែសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវកាលពីវេលាម៉ោង៤និង១៥នាទីរសៀលថ្ងៃទី៩ខែមិថុនាក្មេងប្រុសដែលស្លាប់គឺមានឈ្មោះថាមានហេងអាយុ៣ឆ្នាំមានឪពុកឈ្មោះមានវាសនាអាយុ៣៣ឆ្នាំមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបនិងម្ដាយឈ្មោះខុនពិសីអាយុ៣៣ឆ្នាំមុខរបរមេផ្ទះស្នាក់នៅផ្ទះជួលខាងក្រោយយានដ្ឋានលៀងរថយន្តខាងលើចំណែកអ្នកបើករថយន្តបង្កគឺមានឈ្មោះថាសេកផិនភេទប្រុសអាយុ៤៨
ពីការតលិចមកដល់ចំណុចខាងលើគឺបានបត់ស្ដាំចូលលៀងរថយន្តក៏ត្រូវក្មេងប្រុសអាយុ3ឆ្នាំដែលរត់ឆ្លងផ្លូវពីការតលិច bọc chom cần đa ở chấp bẹ cần đa rồi yun bả đa lòi đua chỗ cầm cong rồi yun kháng cãi cân bay cả ba thili khổ sập chấm này sợi chỉ một đai ban prap ở đằng tha còn miền côn prap pin nhẹ côn bong ở dụ phòng bảy năm đằng côn ôn ở dụ bảy năm hay môn pe cá hết còn rồi vô phơi cá té cứ ở bàn bật phía té hay côn prap bong vô sầm ram ở tới cháo nó có bài gì là than liêng rồi yun kháng lừ đau một bàn đằng tha côn ôn ở rất tam bong prap bị cãi té to tại bong sầm ram cháo hai tập khơi ôn prap rất tam cãi chlong phơi bị cá tới lệch trên pi cả lại bong sầm ram một vén chuột គ្រោះថ្នាក់ត្រូវរថយន្តកិនស្លាប់តែម្ដងហើយក្រោយពេលកាត់ហេតុអ្នកបើករថយន្តបង្កគឺមិនបានរត់គេចខ្លួនត្រូវសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងរថយន្តយកទៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ភ្លើកគោកចំណែកឯសពក្មេងប្រុសដឹកយកទៅធ្វើបន់នៅវត្តទួលសង្កែទៅតាមប្រពៃណីចា៎បាទតកតងនឹងក្មេងប្រុសដែលស្លាប់ដោយឡានកិននេះខ្ញុំឃើញនៅក្នុង Facebook ដែលគេឆាតទៅឆាតមកមានការលើកឡើងខុសៗគ្នាលោកអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាអញ្ចេះ គាត់ ថា នៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់នៃកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យក្មេងប្រុសនេះស្លាប់ហើយថាម្ចាស់ឡាននឹងប្រើពាក្យសម្ដីអាក្រក់បាទទៅលើម្ដាយដែលបានម្ដាយកូននេះដែលស្លាប់កូននេះចា៎បាទបាននេះថាប្រើពាក្យអាក្រក់ទៅលើខាងម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះបាទហើយនៅក្នុងខមមិន Facebook ខ្ញុំឃើញការខមមិននឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតក្នុងនោះ គេបានទម្លាក់កំហុសទៅលើឡានហើយមួយទៀតខ្លះទៀតគេទម្លាក់កំហុសទៅលើម្ដាយដោយលើកហេតុផលពីផ្លូវច្បាប់បាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាវាបានជាស្លាប់ទៅហើយឥឡូវនេះសុំឲ្យខាងរថយន្តនឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវនៃការជួយធ្វើបន់ទៅវាមិនមែនជាសំណងទេប៉ុន្តែជាការជួយធ្វើបន់ទៅដោយសារតែគេលើកហេតុផលផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹង នៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ចំពោះក្មេងតូចចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំចុះមកឬក៏នឹងឯង10ឆ្នាំចុះអីមើ6ឆ្នាំចុះក្នុងច្បាប់បើសិនជាកូននោះដើរឆ្លងផ្លូវត្រូវឡានបុកត្រូវម៉ូតូបុកអញ្ចឹងម្ដាយឯនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ព្រោះដោយសារតែកូនមិនបានមើលថែកូនឲ្យត្រឹមត្រូវ បាទអញ្ចឹងកូនតូចត្រូវតែប្រយ័ត្នមិនឲ្យឆ្លងផ្លូវទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគេមានច្បាប់មួយគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកកូនតូចទៅដាក់អង្គុយនៅខាងមុខនៅពេលបើកឡានឲ្យអង្គុយនៅកន្លែងខាងមុខទេចា៎គេបើអង្គុយអង្គុយនៅក្រោយហើយមានប្រដាប់សម្រាប់អង្គុយក្មេងចងឲ្យត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការលើកឡើង មតិផ្ទុយគ្នាអ្នកខ្លះលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ថានេះដោយការធ្វេសប្រហែសរបស់ម្ដាយបាទដែលបដ້ອຍឲ្យកូនរត់ទៅផ្លូវសាធារណៈដែលច្បាប់បានចែងថាម្ដាយនឹងត្រូវប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ទី2ការដាក់បន្ទុកទៅលើម្ចាស់រថយន្តដែលបានបើកមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នធ្វេសប្រហែសមិនបានមើលមុខមើលក្រោយបាទអញ្ចឹងធម្មតា បើយើងរៀនពីច្បាប់បើកបរអ្នកនឹងបានច្បាស់ថាមុនពេលនឹងអ្នកចេញចាប់ដើមចេញឡានទៅចេញពីផ្ទះឬក៏ចេញពីកន្លែងណាមួយនៅពេលដែលយើងចតឬហើយយើងចាប់ដើមចេញយើងដាច់ខាតយើងត្រូវតែដើរមើលកន្លងជុំវិញឡានពីព្រោះវាខ្លាចក្មេងវានៅអង្គុយក្រោមឡានទេអង្គុយខាងក្រោយឡានគេចកមើលអត់ឃើញទេលើកលែងតែឡានគេមានកាមេរ៉ាមើលខុសបាទតែ
tu bay camera mới khỏi cái đó cứ dương bạc bo bởi riêng chị bạc cho chị bạc bo chị bạc hay cứ nhẹ theo tại đa mưa chung bình làn sân thủy hay môn đừng chập đàm chành và vô tí muối bị khai sát thiết về nấu cao mới chân tao tí bị khai mà nó khỏi nấu bị khỏi chân tao và chẳng ngày lâu ní miền ấy cao bị đọc lại cái này tao và thử mấy vị ban sạp tờ hời chân bởi lực hay phòng lưu chị bạc ảnh nâng mà đai nó có khó và tại còn ta lâu cứ khó khó hay tại còn là con cái nó sạp bắt tờ hời bởi sân chị đặt một tục tàu thèm tiết việc căn thèm miên vô bà đệ xa đầy tiết côn xa lạp khuôn trong miên tố hỏa năng việc căn là vô bà đệ xa đầy đôi cho đường để thà châu thà xâm lạp mà đai nơi có con chân vì khai cho đô khuôn tàu khai cho cô nước mình ban xâm lạp mà đai và tay cô nước tàu ban cho cục vì anh hãy là chị vô bà đệ xa đầy và hãy lần đi dương khuyên ấy kia bì ca chia xa đầy cái phần tay có trâu mưa bì bánh hạp lấy bạp này và đàm bây cùng áo ấy nè khá bạc bộc men phần tay bởi dương lưu về hai phần phần bắp đòi xa tại bành hà nế thuy bà hai khẳng na khẳng chiêng bàn chìa nọ mọi cao bành hà nế cả là và phần tay ở lâu nế tu bây giang na cả đôi mặt đai tay anh tài miên thoa mê ta chỉ mùi côn tay anh tài miên phiếp sóc xong rình chỉ mùi côn mặt ai bê lại quạt côn xa lắp ta hơi dương tâu bà tu quạt tham tiết quạt chú bác hình lưu bình tâu chỉ cuốt tôi chỉ chọn co xâm lạp luôn tôi chỉ lột bị lướt spin ấy tiết tâm bàn chân như lực tức chất quát đầm bây ơi ca kết ở bó quát cùng ơi về miên à răm căn tài smoke smile tao côn xâm lạp tao hơi kê bật tổ tiết hành chân nhạc để bạc bò để bần đà lời chọn côn kê xâm lạp nít còn nét tao tự tố một phần này đây bà chân đi tôi tên này chuyên dương chân chẩm hiệp chun bà nhà tao năng ơi chỉ điếp tặng ở khỉa บ่าจ้ะเรื่องต่อโจมวยเรื่องเตี้ยนคืออาการในยุคทหารอันตาวโปรเวคือโจทรูปินเนตกรรมกรสำนองจนจิตบอร์ตีกำลังนักกบาลอาการในยุคทหารอันตาวโปรเวสหการจมวยนางอัญญาทองมูลฐานคือโจทรูปินเนตกรรมกรสำนองจิตจนจิตจันจำนวนมรอยสามสมุยเนี่ยนางจนจิตเวียดนามจำนวนดับปรมปีเนี่ยได้กำปองแต่สนาเนื้อหนึ่งทัวร์การสลบฉบับหรือเหมือนสลบฉบับในขนมกรมหุ่นสำนองซีโนเกรดวอลมินตีตั้งในขนมไดโลอัดเล็กขังกร้อยสถานตุสวีตตามเพลย์รัสเซียกรมจัดสับปรมใบภูมิดับบุญ สังกัดตุลีบาสักคันจำกามนการปีวิลีมอดอปีหนึ่งสามสำเนติไงที่ประมุ่นไทยมีทนาปฏิบัติการนี้คือเป็นการโจรวมหนักหนอมโดยโลกอดอมเสนโตอกไฮเซล่าจีประเทศในยุคทหารเสบองเกตนางอนุวันในเตวิธีในยุคทหารอันตาประเวนางเมียนการโจรวมโดยลงมีจันปิสัตประเรียญารงอมสลาดบงริทนิพนุปิงจึงมวยนางอัญญาโทมูลทันโลกอดอมเสนโตอกไฮเซล่าจีประเทศในยุคทหารเสบองเกตนางอนุวันในเตวิธีในยุคทหารอันตาประเวคือบ้านไอ ทั้งไงนี่กำลังนกบาลอาการในยุคทหารอันตาประเวคือเจ้าหมกตรูปินเนตตีตั้งการทันสำนักระบอบกรมหุ่นซีโนเกรดวอลได้เมียนกรรมกรนังกรมจากนังกรมหุ่นคือจีจนจิตจันนังจีจนจิตเวียดนามนังจีจนจิตขมายให้ขนมนุ่งเพื่อการปินเนตเตลลิคัดฉลองได้สิบเพื่อการเงี้ยนังไอกระซ่าได้แปะป้อนจำนวนนังจนจิตบอร์เต้ได้ปุ๊กก้อนกระโปรงแต่เพื่อการนังสนาเนื้อขนมปฏิกรรมบัญชีสลบฉบับหรือก็มันสลบฉบับ โลกมันต่อเตี้ยท่าฉลองการตรูปินเนตเคยท้าขนมนุ่งกรรมกรจีจนจีดบอร์เต้จีจนจีดเวียดนามเมียนจำนวนดับรำปีเนี่ยขนมนุ่งสไลมันเนี่ยได้ออดมีลิขิตฉลองได้นังสิบเพื่อการเงี้ยเติร์กบ้านกำลังนกบาลอาการในยุคทหารอันตาประเวนังรกเคยกรรมกรจีจนจีดจันจำนวนมรอยสามสมุยเนี่ยขนมนุ่งสไลดับมุยเนี่ยบ้านบรรจุนแต่อาการในยุคทหารอันตาประเวได้ใบเพื่อกับพาปินในปลุกจนจีดจันแตงอ้อคือเมียนไตลิขิตฉลองได้แต่ออดมีสิบเพื่อการเงี้ย จะบรรทออโจมไปเรื่องเตี้ยคือขอดคลุ้นจนซองไซปราบปรางหนังใจใจเครื่องเงียนจำนวนใบเนี่ยในขนมมกขลับมิดในจนจีดจะจนซองไซปราบปรางหนังใจใจเครื่องเงียนจำนวนใบเนี่ยกำปองแต่โชใจใจในมกขลับมิดไหนเติร์กบ้านกำลังอันตรากรมคันโปแสนใจหลับบาดประแตกเคินขอดคลุ้นกาปีวิลีมองปีหนังสามสมิติรมลองอาทิตย์เชียนโจทไงติดดับไข่มิถุนาในมกขลับมิดไหน ตามเพลเวงเสียงภูมิตะเปียงเครื่องสังกัดจอมใจคันโปแสนใจจนซองไซได้คอยคลุ้นบ้านจีเนียใจใจทำเยี่ยนคือมีชมุทาสาวตู้เพชรเปราะอายุมาภัยมือฉน้ำหมกระบอบเหมือนเปิดประกาศสนาในภูมิการแพทย์มีสโลกกำลังในไข่ตะเกลนังปีเนียเตี้ยจีเนียปราบปรามมีชมุทาเทคมาเดทเพชรเปราะอายุมาภัยฉน้ำสนาในคันเชื่อจงแหวนังมาเนียเตี้ยชมุขันบันดาเพชรเปราะอายุมาภัยมือฉน้ำจีกรรมกรองจะสนาในภูมิการแพทย์ทางเลือให้มีสโลกกำลังนั่งคือในไข่กับปงแจมสมัติใกล้กับบ้านไอ้ดังท
ដែលលើកែកម៉ូតូទៅសមាជិកខត់ខ្លួនទាំង 3នាក់កំពុងតែឈរនៅមុខក្លឹបគួរឲ្យសង្ស័យក៏បានខត់ឆៃឆេក៏ត្រូវជនសង្ស័យយកថ្នាំញៀនចំនួន 3កញ្ចប់ដាក់នៅលើកែកម៉ូតូទៅសមាជិកខត់ខ្លួនទាំង 3នាក់តែម្ដងហើយតាមការសារភាពពីជនសង្ស័យជាអ្នកចែកចាយគ្រឿងញៀនក៏បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុឬគេក៏បានទិញថ្នាំញៀននៅភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខមុខមន្ទីរពេទ្យប្រកាសម៉ាក់បានមួយក
ក្រោយគឺវាយតបជាមួយនឹងកម្មករសិនត្រីបែកច្រមុះហូឈាម យុវជន 3 នាក់បងប្អូនគឺត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រើអំពើហិង្សាទៅលើកម្មករសិនត្រីបណ្ដាលឲ្យបែកច្រមុះហូឈាមម្នាក់ដែលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 9:30 យប់ថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនាតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 4 ភូមិព្រៃព្រីងខាងជើងសង្កាត់ចំចាស់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យអ្នករងរបួសគឺមានឈ្មោះថាកោះមូនីភេទប្រុសអាយុ 35 ឆ្នាំជាកម្មករប្រមូលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីស្នាក់នៅភូមិកើតហេតុខាងលើគឺមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកណ្ដាលចំណែកជនបង្កបីអ្នកបងប្អូនដែលត្រូវខាត់ខ្លួនគឺមានថាគឺមានថាទី1នោះគឺមានឈ្មោះថាផាន់រតនៈភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំលក់ដូរជាមួយនឹងម្ដាយទី2ឈ្មោះផាន់វុធាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនិងទី3ឈ្មោះផាន់វុធាភេទប្រុសអាយុ26 6ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រ ប្រពន្ធមានពីជនបង្កទាំង3នាក់បងប្អូនគឺនឹងគឺបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុអ្នកទាំង3នាក់បងប្អូនគឺបានអស់រទេះយកសម្រាមទៅបោះចោលនៅនឹងកន្លែងចោលសម្រាមនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ 4ពេលទៅដល់កន្លែងចោលសម្រាមក្រុមហ៊ុនសិនត្រីកាប់សម្រាមអស់ទៅហើយក៏ត្រូវបានអ្នកបើកបររថយន្តសិនត្រីគឺហាមមិនឲ្យចោលនៅកន្លែងខាងលើទេដោយសារតែទីតាំងនេះគឺត្រូវបានកម្មកសិនត្រីប្រមូលសម្រាមអស់នឹងហួរមកហើយហើយពេលនោះពួកគេនិយាយថាប
tiết chỉ nhẹ vì trong này phía kia hàng rô được mua chỉ cầm một con sân tri bàn ăn ăn thá về đại bay nhẹ bóng ôn do sầm ram một cháo hỏi chú lúc cái chỉ mùi phụ quạt về nút cứ chú một hàng rồi tận chỉ nhẹ tu từ vi rụt quạt bàn đào ở đua bay mục nâng bay trên một hồ chim của lại hãy gặp về cả hai phía kia đang bay ở trà phía kia bằng co bay nhẹ bóng ôn nó cứ từ ba sầm mặt cái khót luôn do từ xã xua được bao nhiêu của bà chồng cháu có sang sầm nồng rừng một chút từ Atikara than khăn phố sàn chảy cha bạn tu tên nhân chân lâu nay đào mong sầm ra thấy dương đầu miền rừng rào chào tiền để rừng phải xe hơi có miền xa khá tiết để trâu bị chẹt bị thèm và lâu nay sông pe sầm ra tây chân mặt tây chết đứng vẫn một chút như bờ tò bờ bùa lâu nay tu sập của vùng từ rú hay đường xa chỉ chân để hai chị quạt chồng sông của mình xây ní ายุปรามชนามนิยมตัวจึงจำรู้อย่างนาเตบาตัวแต่ในจนจังจำมือสำราญติ๊กอายุหนึ่งตัวตัวสับปีประยมัดว่ายังมาเอาคนสำราญติ๊กมาเจโกนประกาศบอกรุ่นบ่ายจังหาแล้วนี่ใส่เงียบว่าอ่อนเมียนมันดังจะใส่เงียบนู่นนะใช่บ่ายให้ลับปุกนั่งมันดังจะเตยนะแต่มูลให้ไอ้บ้านจะลับปุกบอกบังปปุนเจ้าลอยสลับหายหายบอกบังโกนเจ้าเตี้ยโดยมันอ่ะโซ่ดอกโกนอายุปรามฉลามเนี่ยว่าหายซอบมันนายนึกกับปุ้งแต่อดเมียนลุยแต่ไม่ยกตัวบูชีหายเนี่ยนึกยี่โย่ต่อยนาติดบ่าแล้วเมียนไอ้กราบีอย่างเธอมูลทานดึกก็เหมือนตีเป็ดนึกแต่มาดองสำไรจงกรอยถัดตาเต้ายกซอบนี่ตัวบูชีหน่อยนะจ้าบ่าไอ้เต่าโตนึกการจำนายซอบแต่เลือดจ้าเลือดไอ้เลือดพลุกเลือดไอ้ไอ้นู้อันนั้นจำเปรย์มัดมันโดยเมียนประกาศสมช่วยคลาคลาให้เธอบนคลาให้ปัตตาแล้วเวียสำคัญมวยเตี้ยเนี่ยช่วยสังกูขมิ้งแดนได้รู้ให้แน่ใช่แล้วพวกมันดังจะเต่าอีน่ะมาได้บัดบองชีวิตเฮ้ยนู้เอาเนื้อแต่โดนจ้องเต่าสอบมาได้เตี้ยอืมให้เนื้อแต่สู้กีมาขยมรู้วิญญาณอืมนับไปแต่สู้ช่างเงาะอาจจะสู้ยัยสมาตนาไม่ได้มาโยมรู้วิญญาณอืมโยมเต้าหน้าก็เนี้ยนับไปจังเต้าจึงเวียนเอาหยดทองโยมไม่ยัยเต้าจ้าจังอุดังก้อยัยอัดจังจังไหนโยมนับไปละลือสมใดขโมยใส่จังบาดจังตัวแต่ในจนโยมตัวตัวบานตัวสับมันลึกอัดชนะเถอะบ่าได้ลานนัดขมิ้นใส่นี่หายจ้องยกตัวเนื้อทั่วจีโกนประกาศ
bạn chẳng chăm mơ dương từ đó hai kênh lô thao về miền sạch nhiệt ấy kia nào màu đáy của mình đang nát và ta lâu phê lấy cứ ọt đi và ọt ọt to từ xót từ mà bạn tôi tên này chuyên là lâu này dương bật to từ mà dương tiệt cho và hai xong prey mất để tu sập mó và hai chị tê ở châu lên bộ nhóm bật ra này và bộ cái này nhóm bác dây quả miền ăn cao thì và chẳng còn là rừng khmê mình bốc máu tu sập bay nó cứ cái đau tới chuyện ngơ ngay ai mình trâm đầm nó lia đo lăng dạ cả đây xem xem tiết chui và hai capi mà sầm mình capi mà sầm mình miền bò là miền muối để tha đà ra chìm riêng chu cu thạ chà cho để bốc chỉ môi nâng một tô thạch một tô chuyên chiết đồ xì bạc bốc cà phê mà xà mây bà tại lâu ní khang đà ra chấm riêng rụ nút lục hên thì ra để lục chì đà ra chấm riêng mùi rụ quạt xông thuộc cả bọ xài đôi mà xà mây phục phục bò đồng miên vì xạ xây nâu gần lãnh chết khang nút đấy kỳ bàn lực làng thá đà ra chấm riêng rụ ní cầm phung tại xa xong cù xà này ai để thua ói một tô rồi bỏ chuẩn chia đôi xí nứng chiếc tàu bọc à phần tay là lâu lục hên chỉ ra lục bàn thua cả bọ sai thá lục mình miên cu sna quay xa son tê về nước cứ lục bàn chênh pi club chấm riêng để lục riêng chênh pi cả chênh pi riêng được không club tonight club à còn chênh pi club tonight club quạt chi riêng đâu nung và về chi quạt chi một tô một đo cái lái chậm nói cả hai nâng quạt chụp một tô và chụp một tô đầm bấy tính thực phật tính thực phật hai chuyên chiết rusi nu quạt chi một tô mau cái nông rupee hiệp nông sạc cam và hiệp sạc vắng và nông sạc cam hiệp sạc vắng có một bốc một tô quạt đây có phung tay chót nên chạm phẩu và chẳng lục lục hình chỉ ra nó lục chân bỏ sai tha xong niêm lục chia ra chấm riêng mùi rút đậm bay cùng oi khôi chú mua thả quạt nâng quy được gọi quy lưu mô tô chụp xa xong khi nha tam lâu thử ấy kì chi tự bốc nó cứ mình mến chỉ rương bật thể bản lục thì ra bà chạy tha bê nó quạt chụp tinh tự phật tinh tự phật sao ta chôn chia đồ dí quạt sở vắng chi mốc bốc quạt bình tầm hưng tầm đó bốc mô tô hai bây lại cắt hạt nứng cứ quạt cỏ ban lục thì ra nứng quạt cỏ ban tu sạp hao mật phe bong pho ôn được bọc quạt không lúc về miền bắc về miền tây bật men về luôn và bật tay mình men chỉ cú xa xong đòn này thì và cứ chỉ bong pho ôn hai nâng mật phe được bọc quạt đậm bay một chui mưa không ngủ bắt về hạt của thằng lại cho nâng chẳng ở đây để lục chọn bật đi sát nâng bầm lư nó cứ chọn bầm lư thá lúc mình bán xa xong cho mùi nâng xảy xảy hay thưa ơi bốc chân chưa đồ xí một bọc thì cứ lúc chúc đầm bấy tính thực phật với lại không mùi ở đây là lúc bán chánh bí riêng nấu club tonight club mà bà xong mà chìm điệp bằng năng bốn đi đời xa tại bộ phục liêm liêm ở nâng về thòm nay và phục liêm liêm về miền này những dây che về miền này những dây cho là sầm khán rướng cả bọ sai và tham đó nó cứ chọc sọc luôn bạn bà tôi tên này chôn ở lâu ní dương bật to từ rừng dương bật tham tiết bà to lấy bật to cho rừng chị bật to tiệt cứ chôn chiết chấn bà gật yon thoi cao bọc một tố đùa bọc ba rong đồ bột ngun bà rong mà nẹt đùa bọc ba nằng no rong đồ bột ngun khẩn nạ chôn chiết chấn bà gật yon thoi cao ọt mờ thưa ơi bọc một tố bình đồng hấn trong cút cao chìm hiện hàng đám ca pi vừa liềm mong đọc nâng sai sập ram để tì dục ngày tì bầm buồn khai mì thuần nát được bài phô chân nhật hàn mà lục xoay bầm buồn rồi cài sập bầm buồn bà hai chỉ hai sập mai tam phơi lê gầm rồi chật sập bấy cài phơi bê tông sân cắt tù xoay bầy tì mũi khăn trong ca môn tam bà phô bà đồng miết bàn ấy đăng tham bà rò mà nẹ rộng rộng bột ngôn chì mật tô mà hồng đà trìm bọc mai thuơ đầm nà tam phơi lê gầm rồi chật sập bấy tự đào bì trường tờ thơ bốn không lực bươn giang lươn trong này ai rợt dôn mạ cam rì bà lai bò tập bạc bác bó đòi bà rò chân chịt chân mà nẹ bác bó tam phơi bê tông cô bông nòng bác rì dài thòi cao lươn đòi mật bàn mưu cao bà đào ôi mật tô bọc cút cao rợt dôn trong hiện kháng sát đám thua ôi nẹ chì mật tô đua bọc bá hồ chìm rộng rộng bột ngôn cao bê kát hai nẹ rộng rộng bột ngôn cơ trợ bà rợt dôn sân cruôn đăng dọc tập chìa ba nâng mừng tì bệnh mật tập hiệu khmai sơ viết trong này rợt dôn nâng mật tô xe mặt tập kênh bò vên dục tập đó sai nơi ạ thị
ចាំបន្តជួបមួយករណីទៀតនេះគឺបញ្ហាស្រវឹងម្ដងគឺស្រវឹងជោគជាំជីម៉ូតូទៅបុកបង្កាន់ដៃស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ បរមអ្នកគឺសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងគណៈស្រវឹងស្រាជីម៉ូតូបុកបង្កាន់ដៃស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនាតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 274នៅចំណុចលើស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកប្រពន្ធពរមីពីសមត្ថកិច្ចនឹងគឺបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះគឺជីម៉ូតូម៉ាកហុងដាឃ្លីកពណ៌សលាយក្រហមចាលាយឈាមជ្រូកបើកបរក្នុងភាពស្រវឹងស្រាគឺបាន
ានទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុយកម៉ូតូទៅរក្សាទុកនៅប៉ុស្តិ៍បឹងសឡាំងចំណែកអ្នករងរបួសក៏ត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះដឹកយកទៅព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនចាចប់មួយករណីនេះគឺចូលមួយករណីតទៅទៀតគឺត្រឡប់មកពីបនសពសម្ដេចជីស៊ីមគឺបើករថយន្តបុកបង្កាន់ដៃស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យបរិមម្នាក់គឺបើកបោក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបានប្រាប់ថានឹងទៅនឹងត្រឡប់មកពីចូលរួមបនសពសម្ដេចជីស៊ីមគឺបានបើករថយន្តទៅបុកបង្កាន់ដៃស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបែកកង់មុខខាងឆ្វេងកាលពីវេលាម៉ោង 1:15 នាទីរំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី10ខែមិថុនាតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ271សង្កាត់បឹងសឡាំងខណ្ឌទួលគោកប្រពន្ធព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរថយន្តកាមេរីបន្លែងពណ៌ខ្មៅបើកបោដោយបរិមម្នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងបានបើកឡើងស្ពានមកដល់ចំណុចស្ពានកោងមិនបានកោងតាមស្ពានក៏បានបើកទៅបុកបង្កាន់ដៃស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបែកកង់មុខចំហៀងខាងឆ្វេងបើកទៅមុខលែងរួចម្ចាស់រថយន្តឈប់ដោះដូរចាក់ដោះដូរកង់រថយន្តចំណែកបង្កាន់ដៃខូចខាតតិចតួចក្រោយពេលកាត់ហេតុអ្នកបើកបររថយន្តព្យាយាមដោះដូរកង់រថយន្តដើម្បីបើករថយន្តទៅផ្ទះនៅក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់និងស្ទូចយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ភ្លឺគូចាមួយករណីទៀតនេះគឺបើករថយន្តបុករះហើយបន្តមកបុកជញ្ជាំងផ្ទះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកយុវជនម្នាក់គឺបើកបោចាបើករថយន្តបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងហើយមិនឈប់ដោះស្រាយទេបានព្យាយាមបើករត់ទៅបុករមាក់ម៉ូតូដែលគេចោតចោលនឹងបុករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតចុងក្រោយបើកទៅបុករបងភូមិគ្រឹះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកជាប់រថយន្តទៅមុខលែងរួចដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខព្រះចាផ្លូវព្រះនរោត្តមកែងផ្លូវលេខ242ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរថយន្តបង្កម៉ាក LX CRX300 ពណ៌សបើកបោដោយយុវជនម្នាក់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណចំណែកម៉ូតូដែលម្ចាស់រថយន្តខាងលើបើកបុកគឺរួមមានទី1នោះគឺម៉ូតូ Honda Wave ពណ៌ក្រហមជាគ្នា2នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ទី2គឺរមាក់ម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះឈឿនបុរិទ្ធផៅរ៉ាចាហៅរ៉ាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំមានទីលំនៅផ្ទះលេខ14ផ្លូវលេខ242សង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌចំការមននិងមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកោះសត្តិនខេត្តកំពង់ចាមដែលមានប្រពន្ធឈ្មោះម៉ាល់ស្រីទុំអាយុ24ឆ្នាំមុខរបររត់តុកហើយទី3នោះគឺរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Toyota Camry Balan Pascal និងចុងក្រោយបុករបងភូមិគ្រឹះឯករដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបើតាមសម្ដីរបស់សាក់សីម្នាក់ដែលចូលរួមដេញតាមរថយន្តបង្កខាងលើគឺបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហែរូបលោកក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនទៀតហ្នឹងគឺបានឃើញរថយន្តបង្កខាងលើបើកទៅបុកម៉ូតូ Honda Dream មួយគ្រឿងនៅកែងផ្សារទំនើបអ៊ីអនមុខវត្តស្វាយពពែបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ស្រីម្នាក់និងប្រុសម្នាក់ជាអ្នកបើកម៉ូតូរងរបួសស្រាលហើយរថយន្តបង្កគឺមិនឈប់ចោះចាំមិនចោះមើលទេគឺចូលរងគ្រោះចាំមិនចោះមើលចូលរងគ្រោះទេបែរជាព្យាយាមបើករថយន្តរត់ទៅវិញពេលឃើញដូចនេះហ្នឹងក៏មានការដេញតាមរថយន្តពីក្រោយរហូតទៅប៉ះនឹងរថយន្តកាមេរីបាឡែនមួយគ្រឿងទៀតហើយបើករត់ទៀតធ្វើឲ្យរថយន្តបាឡែនក៏បានបើកទៅតាមពីក្រោយគិតផងដែរលុបបើកមកដល់ផ្លូវលេខ51គឺរថយន្តខាងលើក៏បានបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវលេខ242ក៏បានបុកនឹងរមាក់ម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលគេចោតចោលបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចទាំងស្រុងតែម្ដងហើយមិនទាន់ទាំងអស់លបឿនទៀតគឺរថយន្តបានបើកត្រង់តាមផ្លូវលេខ242រហូតដល់ផ្លូវព្រះនរោត្តមហើយប្រហែលដោយសារតែលបឿនលឿនពេកទើបធ្វើឲ្យម្ចាស់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានក៏ជ្រុលទៅបុកជញ្ជាំងផ្ទះរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកធ្លុះពីផ្ទាំងទៅរថយន្តកាំងទៅមុខលែងរួចដោយឡែកបើតាមសម្ដីរបស់ឈ្មោះម៉ាល់ស្រីទុំដែលជាប្រពន្ធរបស់ម្ចាស់រមាក់ម៉ូតូដែលរថយន្តបង្កបើកបុកបាននិយាយថាមុនពេលដែលរថយន្តបុករមាក់ម៉ូតូរបស់គាត់ប្តីបើកបុកប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្តីរបស់គាត់ក៏បានអង្គុយនៅលើរមាក់ម៉ូតូគឺចាំម៉ួយដូចធម្មតាទេគ្រាន់តែប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងចុះដើរចេញពីរមាក់ម៉ូតូប្រហែលជា10ម៉ែត្រក៏ស្រាប់តែរថយន្តហ្នឹងទៅបុកតិចតែម្ដងហើយក្រោយពេលកាត់ហេតុម្ចាស់រថយន្តបង្កគឺត្រូវស្នងការរាជធានីភ្នំពេញនាំខ្លួនទៅសាកសួរនិងរថយន្តគឺត្រូវបានស្ទូចយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានចរាចរណ៍ភ្លឺគោកចំណែកឯអ្នកខាងជនរងគ្រោះទាំងប៉ុន្មានបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញដើម្បីឲ្យជនបង្កចេញថ្លៃខូចខាតនិងសងជំងឺចិត្តដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះផងដែរចា៎បាទសមត្ថកិច្ចមានការភញាក់ផ្អើលហើយពីព្រោះទៅបុកឡានទៅបុកផ្ទះទូតអាមេរិកបាទហើយធម្មតាទូតអាមេរិកឡើង
ກະໄລຍຸດໃນຂອງຕູດອັນປະເທດຄືມີການປ້ອງປະຍັດສັນຕິສຸກເມືອງມາຕາໄປພູຕີ 1 ទឹកបុកពេញទំហឹងມັນឲ្យភ្ញាក់បើបុកតនេះទៀតចាអស់ម៉ូតូអស់របស់គេចាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងណាបើបុកដូចមុនទៅផ្ទះណាច់យុរនត្រីចាឥឡូវទៅផ្ទះទូតបាទឡាទៀតទៅមានឯករាជ្យឡាទៀតវត្តភ្នំអញ្ចឹងណាស្រុកខ្មែរចាបាត់បុកបុកអត់មានរឿសទេ ក៏បានឃើញម៉ូតូហោះដើរត្រីមពណ៌ខ្មៅធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 61កែនឹងផ្លូវ 96ត្រង់ចំណុចរង្វង់មូលវត្តភ្នំខាងកើតស្ថានទូតអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញបើតាមសម្ដីរបស់សន្តិសុខដែលប្រចាំការនៅស្ថានទូតអាមេរិកនឹងគឺបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគឺរូបលោកគឺបានឃើញម៉ូតូហុងដាត្រីមពណ៌ខ្មៅធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 96ក៏បត់ស្ដាំហើយគាត់ជួនពេលនោះម៉ូតូណៃហត់បើខ្មៅបើក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនគឺមកពីក្រោយបានបុកពីក្រោយពេញទំហឹងតែម្ដងហើយសាក់សីម្នាក់ទៀតនឹងគឺបានបន្ថែមថាមុនពេលកើតហេតុគឺរូបគាត់កំពុងតែជិះរមមម៉ូតូឃើញម៉ូតូណៃហត់បើកោងតាមរង្វង់មូលវត្តចាតាមរង្វង់មូលវត្តភ្នំក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភថាបើជិះលឿនយ៉ាងនេះខ្លាចទៅប៉ះគេប៉ះឯងនៅផ្លូវខាងមុខព្រោះជាផ្លូវបំ
ចាបន្តចូលចាបានហើយបានហើយមកខ្ញុំវិញ បាទទៅតែអ្នកជនសូមជម្រាបជូនរឿងខ្លីៗដែលម្សិលមិញនេះមានមហាជនគាត់មកស្ថានីយ៍ខ្ញុំច្រើនឥឡូវរឿងទី1ស្ត្រីម្នាក់គាត់ធ្វើការនៅផ្សារប៉ារ៉ាហ្គនបាទហើយឥឡូវនេះគាត់ឈប់ធ្វើការនៅផ្សារប៉ារ៉ាហ្គនហើយដោយសារតែគាត់ថ្ងៃមួយនោះគាត់ចូលបន្ទប់ទឹក ສັບតែចូលបន្ទប់ទឹកມັນនឹងពីអ្នកណាគេទៅលួចថតគាត់អង្គុយក្នុងបន្ទប់ទឹកអាក្រាតកាយមានមលវែងក្រោមរួចហើយបោះហោះ និយាយខ្សឹបខ្សួលអ៊ូលណែនក្នុងដើមកយំតិចអីបន្តិចជាងទៅបាទនេះគាត់ចង់ជម្រាបហើយខ្ញុំសូមប្រើរូបភាពប៉ុណ្ណឹងបានបាទគាត់ថាគាត់នឹងឈ្មោះណកូថគាត់នោះនៅក្នុងសង្កាត់នេរូតខណ្ឌច្បារអំពៅ
ដែលមានការរៀបចំការនៃជាដំបូងនេះគឺទុកសេសាយភ្លើងឆេះឃ្លាំងសិប្បកម្មផ្នែកសេវាម្ហូបហើយក្មួយស្រីបាននិយាយថានាងខ្ញុំរងគ្រោះដោយជន់ខលខូចលួចថតរូបក្នុងបន្ទប់ទឹកនារីខណៈនាងខ្ញុំចូលទៅបត់ជើងតូចហើយបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញ រហូតដល់ខ្ញុំឈប់ធ្វើការក្មួយស្រីបានប្រាប់ផងមេថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែសុភាកន្លងទៅ2015កន្លងទៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលរឿងរូបនាងខ្ញុំអាក្រាតកាយមកកណាត់ក្រោមក្នុងបន្ទប់ទឹកនៃផ្សារផារ៉ាហ្គនបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយក្រុមមនុស្សមួយចំនួនបាទមួយចំនួនដែលនិយាយខ្សឹបខ្សៀវមិនល្អពីនាងខ្ញុំលុះខ្មាស់គេពេកនាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើការនៅផ្សារផារ៉ាហ្គន បាទពេលទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងក៏ត្រូវគេសើចចំអកលោកលើទៀតធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះរហូតដល់ពេលខ្លះគិតចង់ទៅសម្លាប់ខ្លួនតែម្ដងនាងខ្ញុំសង្ស័យទៅឈ្មោះពីរនាក់ដែលគាត់បំរើសេវាផ្នែកកាហ្វេនៅផ្សារផារ៉ាហ្គនដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តលួចថតរូបនាងខ្ញុំក្នុងបន្ទប់ទឹក ព្រោះអ្នកទាំងពីរនោះជាអ្នកសាច់លោកលើយដាក់នាងខ្ញុំមុនគេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំស្វែងរករូបថតនោះមិនឃើញដើម្បីជាភស្តុតាងទៅប្តឹងគាត់បាទនាងខ្ញុំសំណូមពរទៅសមត្ថកិច្ចជួយរកយុត្តិធម៌និងផ្តល់ផ្តន់ទោសដល់អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសឲ្យខានតែបានផងពីព្រោះពួកគេធ្វើបែបនេះហាក់បីដូចជាមើលងាយទៅលើស្ត្រីខ្លាំងណាស់ សនុំពរទៅប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្សារផារ៉ាហ្គនត្រូវតែរឹតបន្តឹងវិន័យបុគ្គលិកកុំឲ្យមានភាពអសិលធម៌ទៅលើនារីដតីទៀតដូចជារូបនាងខ្ញុំជាដើមសនុំពរដល់អ្នកឃើញរូបភាពអាក្រាតរបស់នាងខ្ញុំមេត្តាកុំសើចចំអកលោកលើយដាក់នាងខ្ញុំមេត្តាកុំគិតផ្លូវអាក្រក់មកលើនាងខ្ញុំព្រោះនាងខ្ញុំជាជនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះមិនបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់ នៅក្នុងសង្គមដូចដែលគេបានលើបង្ហោះ Facebook ដែលមានរូបភាពនាងខ្ញុំនោះឡើយអូយវាទៅជាងទៅវិញបាទចាអនាគតទៅលួចថតគេក្នុងបន្ទប់ទឹកពីមុនធ្លាប់តែមានបដិជគុណនៅផ្សារអិននៅវត្តស្រះចោចចាផ្សារបាទបដិជគុណនៅវត្តស្រះចោចរឿងអីដាក់ស្នេហ៍ บ่ามือตบตักอ่าดังไงแต่กันกล้องมันกดมือมุนดักสนายกุมได้จังนั้นมุนกุมโรซีลุกได้บ้านไอ้บ้านจังเตชับมีนปดัยเมมายเอาชับมีนปดัยเว้งนะอ่าให้ดังไอ้บ้านกู้สกอได้มีบ้านจังอ่ะใช่บ่าดอกปีจังเตลูกทอดบ้านทั้งอ้อก็น้องโอ้หลังเอาไปนานไหนไอ้ลือดอกปีตำนังก็น้องมันบ่ได้จะกุนน้องมันเตบ้านเก จับครูนสักแต่จับครูนเตอร์เปรย์ซอเตอร์เปรย์ซอป้องไอ้แมนป้องไอ้นะตัดนึงกอดสักไอ้ยืนหาวตัดบ้านตัดนึงก็กอดเย่หมองเนนเน็ดไข่จ้าเน็ดไข่จ้าเน็ดไข่จ้าอภิเษกในจำไปจะตลอดตัวสลอยตึกอ่ะเต็มได้เต็มรูปมวยต้องยงเคยสั่งใส่เลยจะต้องมีนะ บ้านเน็ตใครไอเน็ตใครนั่งก็บ้านยัยปรับชมามกุกอันเจ้าถ้าอาธรรมะขยมมาแล้วตลอดนั่งขยมไหมจ้าเอ้ขยมถอดแม่นปัจจัยขยมถอดนั่งอดตอนบ้านมือครูนไอเมนเทนพอนั่งจับกิจจับบัตรหายจังเวียนมันกูจวบตาธรรมะ มันกูจวบกุกตาธรรมะเพื่อพวกรูปต่างอ้อนนั่งเนี่ยต่างอ้อคนนี้บ้านมือต่างอ้อคนนี้นั่งอ่ะบ้าโดยซาตาธรรมะนั่งบ้านมือรูปคืนต่างอ้อคนนี้สกอต่างอ้อนี่เท่าจังเต๋อคนสมบัติเว้ยเนี่ยนะมือต่างอ้อคนนี้จวบกุกตาธรรมะเว้ยด้วยอายุติดทัวบ้าแล้วนี่เตะตองนึงซาพารากรนี่สมออยปฏิอาเมจับซา เมตตาฤทธิ์บันตังพองเต้านะกลมเอาเวียนเรื่องราวจังกัดลางเตี้ยจังเพียวไงกร้อยเลยเห็นโจมตุบตึกจ้าว่าโจมตุบตึกแต่มือลือมือกล่อมพาวไงนะมือเจียงไงเลยการบูชื่อสับตะกรรมราคือดักกล่อมอัดอันใดมือทะลือคือดักกรรมราคือต้องอ้ออลิง
Crom ớt mấy nó Nó không ớt chọc vào hông đi thôi Lại camera mà Ở liền Trên nó khơi mà Khơi ở liền mỏng Và chẳng Công ơi miền rương chẳng cả làng tiết xong Khang mà chạp xa Mưa sạch rương nâng phong ná Có đôi chì mê riêng môi xâm rạp đọc xa Xem xa thông thông xem xem tiết Và thầy mơ ta nó nát khôi nhờ Thường chẳng Bà ở lần này miền xa khlây môi tiết Xa ní cứ mặt ái cắt ca côn Phụ cài bằng plan nâng pra hăng xa Nhiền khu nhóm chú mua Măng xa rệt Măng xa rệt Ayu chất sập xin nằm Miền tí lùm nâu nâu phúng Plau bằng bệch Plau bằng bệch Mình plau bằng bay dây này Plau bằng bay dây cũng đang ngay Sáng xa á Vìm đây mình plau bằng bệch Và sáng xa ta vay mô khó Bà plau bằng bay ơi Khung tực vấn sốc sáng Khát cả đàl Bà khát cả đàl Hai quạt nâng miền côn Đăng bị côn Chúng mua xa rất Hào in Ayu xa xa bằng bay chân em Vì bắt đàn đám dọc đấy Phụ kẹ rồi bỏ mặt đáy Nâng cùng riêng bồn bong Xâm lạp mặt đáy nâng mặt đáy mình Thì chẳng tiết ạ cơ nhé Bà miền côn Cặp tình nhu chẳng tiết Thật đám đây mặt đáy anh Mình anh rồi hãy bỏng xâm lạp tiết Côn nít lọp miền bồn bồn Nâng lụt đầy kê bàn lùi chiêng phì mơn đồ la Đa si chai nâng liên lạ bà anh chanh Ô thưa ôi bà bôn chư chất bích Cư kiang bẹt đông sạp Ô đời xa tê Còn plạch lạnh ý chân bích tớ bà bôn sạp tớ đời xa tê Tôi chất chì mùi nâng bà đây Bà Ôi bà xót tu côn bà bôn nè Chào được bò lục dê nâng cư ôi còn chào nâng thờ bàn còn nâng chầm Rồi mốt con chất ạc rõ ní Miền bà buôn thầm mây tiết mình đài bà đo lùi chì chầm con được bò kê tê Và cứ nâng lùi dây tờ đài Chắc lùi dây măng giả rết còn bàn thà à nhà thô bàn chạy đây bù lực căm Ôi cru xa con Và đài miền tùm hôm các bà đây bàm vây cứ bị hà sập Bà bây bây hạ sắp mà bây mai chiêng Côn nâng buôn rồi mẹt Trâu côn chết ở cỡ nít Đã ông dục tôi càng cạp Bà bằng co bằng cao anh Paul Tại mà này anh Tôi bây rụ quát xông chạy đến Đúng bẹ cả đa dạy nà cả đòi Quát mà đa dạy anh côn Bà đời xa đã côn thuộc bà quát 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 xâm lạch cắt cả côn nâng cháu Bà cắt cả côn cháu Mà cháy côn bộ này mới thức bà mà đa dạy bục mấy Hai côn thuộc anh bên nẹ bộ bốn Nó mình phô mà mưa khó Ôi côn nóng tờ nâu dây mưu thay tóm hay bè mình tâm ta Ôi dây bà bạc nóng ca thay tóm cháu ấy Tao vô đây mặt ai luôn anh tiên Ê chân tâm miên anh sẽ cùng dưỡng lụi Bà Bạc bài mật tôi tên nói chung là lâu ní Đào mong xâm ra ta hơi dừng xong bê xâm ra mình tích hơi Đôi xong bàn chèm riêng chung tôi tên nói chung chẳng Bà nâu vẹn thị bày ní Ôi khả nhà giờ phía có xâm ra mình tích Khi nhóm chúp chìa môi nâng Và thiên cồng hôn EBC Bà Tại tôn bạc cầm chay Bạc dọc phí bà chìa bà rốt Đói được biếp na đốc xì giang mạch Giang mạch bàn chìa ca nâng tròn Cà đọc hiểu rồi Lúc miên tuân ấy là miên ấy dầm an Đâm bây Ôi bà chìa bà rốt chưa tục chật Bà anh chẳng khi ông ọt đăng thà Rương việc bọt bàn của lúc liên kiên co khá lây ná ọt chứ bác Anh chẳng chạm chụp quạt tèm đòn Bà anh chẳng phía vẹn nâng Xong xong nạ dân Cái tay khi em chúc cho mùi nâng kháng Và thiên cơm hôn EBC luôn nhá Chăm xạ xua cho Bà Lớp xong bên xong nạm tay chân tụi tên này chuẩn bà